Chào mừng các bạn đến với kênh Trờ với Linh Uply. Trên tay mình là một chiếc cột tóc hình bông hoa rất là dễ thương nè. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cột tóc đi nhé. Về phần nguyên liệu, mình dùng len miêu cotton mát xanh cuộn 100g và mình dùng 2 màu. Các bạn cũng có thể phối màu theo sở thích nha. Tiếp đến là kim móc, mình dùng size 3.5mm. Các bạn dùng len khác cũng nhớ điều chỉnh size kim cho phù hợp nha. Tiếp đến là mình cần một dây cột tóc như thế này, các bạn có thể lựa chọn size nhỏ hơn cũng được nha. Và cuối cùng là mình cần bông gòn để mình nhồi vào để mình tạo hình cánh hoa ha. Rồi bây giờ cùng móc với mình nhé. Đầu tiên mình tạo một nút thắt. Mình đẩy len từ phía trên xuống, ngón cái và ngón giữa mình giữ len. Sau đó mình đưa kim qua vòng tròn nè, vòng kim lấy len kéo qua, hạ tay ra, rút len lại mình đã được một nút thắt. Sau đó mình lên 12 xích, mình vòng kim lấy len kéo qua vòng trên kim, mình được một xích. Tiếp tục vòng kim lấy len kéo qua xích thứ hai, tiếp tục nè, vòng kim lấy len kéo qua xích thứ ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12. Sau đó để móc hàng thứ nhất, mình bỏ qua hai chân, 1, 2, và mình móc vào chân bính thứ ba một mũi kép đơn. Mình vòng một len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Trên kim có 3 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên. Tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng còn lại, mình xong một mũi kép đơn. Tiếp tục chân tiếp theo mình cũng móc một mũi kép đơn, mình vòng một len trên kim, đưa vào chân, lấy len qua. Tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng đầu tiên. Rồi kéo qua 2 vòng còn lại, mình xong kép đơn thứ hai. Đến các chân tiếp theo, mỗi chân mình đều móc một mũi kép đơn nha. Mình xong kép đơn thứ ba nè, tiếp tục chân tiếp theo. Ở đây là mình có 10 chân thì mình sẽ móc tổng cộng là 10 mũi kép đơn ha. Mình đã móc xong 10 mũi kép đơn, cũng xong hàng thứ nhất. Đến hàng thứ hai mình xoay lên lại, thay vì lên hai bính mình sẽ móc một mũi giả kép đơn nha. Và cách móc như sau, mình đưa kim qua chân đầu tiên, lấy len qua, trên kim có 2 vòng len, mình lấy len kéo qua 2 vòng, mình được một mũi đơn. Sau đó tại thân của mũi đơn nè, mình tiếp tục đưa kim qua, lấy len, tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng len, mình được mũi đơn thứ hai. Vì là mũi giả kép nên mũi này cũng được tính là một chân ha. Hàng này mình tăng chân thì tại chân đó mình sẽ móc thêm một mũi kép đơn nữa. Vậy là tổng cộng chân này mình có 2 mũi. Thì đến chân tiếp theo mình tiếp tục tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó, mình móc thêm 1 mũi kép đơn. Kép đơn thứ hai, đến chân thứ ba mình tiếp tục tăng chân, mình cũng móc vào 2 mũi kép đơn cùng một chân. 1 mũi kép đơn rồi nè, tiếp tục tại chân đó. Và mũi kép đơn thứ hai, sau đó đến 4 chân tiếp theo mình không tăng, mình sẽ móc mỗi chân là 1 mũi kép đơn. 1, chân tiếp theo cũng là 1 mũi kép đơn. 2, chân tiếp theo cũng là 1 mũi kép đơn. 3, chân tiếp theo cũng là 1 mũi kép đơn. Và 4, sau đó còn 3 chân cuối thì mỗi chân mình tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn cùng một chân. 1 mũi nè, tiếp tục tại chân đó. 2, đến chân tiếp theo mình cũng tăng chân, mình móc vào 2 mũi kép đơn. 1 nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2, đến chân cuối mình cũng móc 2 mũi kép đơn cùng một chân. 1 nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2, vậy là mình đã xong hàng thứ hai. Đến hàng thứ ba mình xoay lên lại. Tiếp tục ở đầu hàng mình sẽ móc một mũi giả kép. Tại chân mũi đầu tiên mình sẽ móc mũi đơn này chồng lên mũi đơn kia ha. Mình xong mũi đơn thứ nhất, sau đó tại phần thân ở bên tay trái nè, mình đưa kim qua,
lấy len và mình móc tiếp một mũi đơn. Và các bạn nhớ là giả kép này cũng được tính là một mũi kép đơn rồi nha. Sau đó đến chân tiếp theo mình sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng một chân. Mình tăng chân ha. Kép đơn thứ nhất nè, tiếp tục tại chân đó mình móc thêm một mũi kép đơn. Vậy là mình đã tăng chân xong, đến chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Tiếp tục đến chân tiếp theo mình tăng chân, mình móc hai mũi kép đơn cùng một chân. Một nè, tiếp tục tại chân đó. Và hai, mình tăng xong lần thứ hai rồi. Tiếp tục chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo mình tăng, mình móc hai mũi kép đơn cùng một chân. Một, tiếp tục tại chân đó. Và hai, vậy là mình đã tăng chân xong, thì đến bốn chân tiếp theo mỗi chân mình móc một mũi kép đơn. Một, chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn. Mình được hai chân, chân tiếp theo mình cũng móc một kép đơn. 3. Chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn. Và 4. Sau đó mình sẽ tăng chân như ở đầu hàng nhé. Đầu tiên là mình sẽ móc một mũi kép đơn. Thì đến chân thứ hai mình tăng chân, mình móc hai mũi kép đơn cùng một chân. 1 nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2, mình xong lần thứ nhất. Mình tiếp tục lặp lại. Chân đầu tiên là một kép đơn. Chân thứ hai mình tăng chân, mình móc hai mũi kép đơn cùng một chân. 1 rồi nè, tiếp tục tại chân đó. Mình xong lần thứ hai, mình lặp lại thêm một lần nữa ha. Chân tiếp theo là mình móc một kép đơn nè. Và chân cuối thì mình móc hai mũi kép đơn cùng một chân. 1, tiếp tục tại chân đó. Vậy là mình đã tăng chân xong, mình xong hàng thứ 3, đến hàng thứ 4 mình xoay lên lại. Tại chân đầu tiên mình tiếp tục móc một mũi giả kép. Mình móc một mũi đơn rồi nè, sau đó tại thân bên tay trái của mũi đơn mình móc thêm một mũi đơn. Vì đây được tính là một chân rồi thì đến chân tiếp theo mình cũng móc một mũi kép đơn. Tiếp tục đến chân tiếp theo là chân thứ 3 thì mình tăng chân, mình móc vào hai mũi kép đơn. 1 rồi nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2, vậy là mình đã tăng chân xong, bây giờ mình sẽ lặp lại thêm hai lần nữa nha. Hai chân tiếp theo mỗi chân mình móc một mũi kép đơn. 1, chân tiếp theo cũng là một kép đơn nè. Và 2, thì đến chân tiếp theo mình tăng, mình móc hai kép đơn cùng một chân. 1 nè, tiếp tục tại chân đó. Và 2, mình tăng được lần thứ hai, lặp lại thêm một lần nữa nha. Hai chân tiếp theo mỗi chân mình móc một kép đơn. 1 nè, chân tiếp theo. 2, thì đến chân tiếp theo mình tăng, mình móc vào hai kép đơn. 1, tiếp tục tại chân đó. Và 2, mình đã tăng chân xong, thì đến 4 chân tiếp theo. Mỗi chân mình móc 1 kép đơn nha. 1 nè, chân tiếp theo. 2, chân tiếp theo. 3, chân tiếp theo. Và 4, sau đó mình sẽ tăng chân tương tự như ở đầu hàng. Tức là 2 chân tiếp theo, mỗi chân mình móc 1 kép đơn. 1, chân tiếp theo. 2, thì đến chân tiếp theo nữa mình tăng chân, mình móc vào hai mũi kép đơn cùng một chân. Kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ hai, rồi mình lặp lại, hai chân tiếp theo mỗi chân là một mũi kép đơn. 1, chân tiếp theo cũng là kép đơn ha. 2, thì đến chân tiếp theo mình tăng, mình móc hai mũi kép đơn. 1, tiếp tục tại chân đó. Và 2,
Rồi bây giờ mình lặp lại thêm một lần nữa. Một kép đơn rồi nè, chân tiếp theo cũng là một kép đơn. Thì đến chân tiếp theo cũng là chân cuối ha, mình tăng, mình móc vào hai kép đơn cùng một chân. Một nè, tiếp tục tại chân đó. Và hai, vậy là mình đã tăng chân xong, mình xong hàng thứ tư đến hàng thứ năm và hàng thứ sáu thì mình móc giống nhau ha. Tại chân đầu tiên mình móc một mũi giả kép. Mũi này được tính là một chân rồi nha các bạn. Thì đến chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo cũng tương tự, một mũi kép đơn. Vậy đến các chân tiếp theo, mỗi chân các bạn đều móc một mũi kép đơn nha. Mình có 28 chân thì các bạn móc đủ cho mình 28 mũi kép đơn nha. Đến cuối hàng mình còn một chân nè, các bạn đừng sót chân này ha. Thì mình cũng móc vào một mũi kép đơn. Vậy là mình đã đủ 28 chân. Mình cũng xong hàng thứ 5 thì đến hàng thứ 6 mình lặp lại tương tự như hàng 5. Chân đầu tiên mình móc một mũi giả kép. Mình xong mũi đầu tiên đến chân tiếp theo nè, mình cũng móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn. Hàng này mình có 28 chân mũi thì các bạn móc đủ 28 mũi kép đơn cho mình nhé. Mình gặp lại các bạn sau khi móc xong hàng 6 này nhé. Mình đã móc xong hàng 6 đến hàng 7 mình xoay lên lại. Tại chân đầu tiên nè, mình cũng móc một mũi giả kép nha. Và từ hàng này trở đi mình sẽ bắt đầu giảm chân nha các bạn. Chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Sau đó đến hai chân tiếp theo mình giảm hai chân thành một. Mình vòng một len trên kim, đưa vào chân đầu tiên lấy len qua, tiếp tục lấy len kéo qua hai vòng đầu tiên. Sau đó mình vòng một len trên kim, đưa vào chân thứ hai lấy len qua, mình cũng lấy len kéo qua hai vòng đầu tiên. Sau đó mình mới lấy len kéo qua 3 vòng len trên kim. Mình đã giảm chân xong. Bây giờ các bạn lặp lại nha. Chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn. Thì đến hai chân tiếp theo mình giảm, vòng một len trên kim, đưa vào chân lấy len qua, mình lấy len kéo qua hai vòng đầu tiên, tiếp tục vòng một len trên kim, đưa vào chân tiếp theo lấy len, cũng lấy len kéo qua hai vòng đầu tiên. Sau đó mình lấy len kéo hết qua ba vòng, mình giảm được lần thứ hai. Tiếp tục đến chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo là một mũi kép đơn. Thì đến hai chân tiếp theo mình lại giảm hai chân thành một, mình vòng một len, đưa vào chân đầu tiên lấy len, tiếp tục kéo qua hai vòng len đầu tiên. Sau đó vòng một len, đưa vào chân thứ hai lấy len, tiếp tục kéo qua hai vòng len đầu tiên. Sau đó mình kéo hết qua một lượt, giảm xong lần thứ ba. Tiếp tục đến bốn chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một mũi kép đơn nhé. Một chân tiếp theo, hai chân tiếp theo, ba và chân tiếp theo, bốn. Sau đó đến các chân tiếp theo thì mình lại bắt đầu giảm như ở đầu hàng nha. Và mình có cụm giảm như sau: hai chân liên tiếp, mỗi chân là mình móc một kép đơn. Một nè, chân tiếp theo cũng là một kép đơn ha. Rồi, thì sau đó đến hai chân tiếp theo mình mới giảm hai chân thành một. Mình giảm xong lần thứ nhất, tiếp tục mình lặp lại nha. Hai chân tiếp theo mỗi chân là một kép đơn. Một nè, chân tiếp theo. Hai, thì đến hai chân tiếp theo nữa mình giảm hai chân thành một.
mình giảm xong lần thứ hai tiếp tục nè. Chân tiếp theo mình móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo cũng là một mũi kép đơn. Còn hai chân cuối nè, mình sẽ giảm hai chân thành một nhé. Mình đã giảm xong cũng xong hàng thứ 7, sau đó mình xoay lên lại đến hàng thứ 8 tại chân đầu tiên nè. Mình cũng móc một mũi giả kép. Sau đó đến hai chân tiếp theo, mình giảm hai chân thành một. Mình giảm xong lần thứ nhất, mình lặp lại nè. Chân đầu tiên là mình sẽ móc một mũi kép đơn ha. Thì đến hai chân tiếp theo mình giảm hai chân thành một. Mình giảm xong lần thứ hai, mình lặp lại cụm nha. Chân đầu tiên mình móc một kép đơn. Thì đến hai chân tiếp theo mình giảm hai chân thành một. Vậy là mình đã giảm xong, sau đó đến 4 chân tiếp theo, mỗi chân mình móc 1 kép đơn nha. Một chân tiếp theo. 2 chân tiếp theo. 3 chân tiếp theo. Và 4. Sau đó đến các chân tiếp theo thì mình lại bắt đầu giảm tương tự như ở đầu hàng. Mình có cụm như sau, chân đầu tiên mình móc một mũi kép đơn. Sau đó đến hai chân tiếp theo thì mình giảm hai chân thành một. Mình giảm được lần thứ nhất, tiếp tục lặp lại, chân đầu tiên là một kép đơn nè. Thì hai chân tiếp theo mình giảm hai chân thành một. Rồi mình lặp lại, chân tiếp theo là mình sẽ móc một kép đơn. Và còn hai chân cuối mình sẽ giảm hai chân thành một ha. Vậy là mình đã xong hàng thứ 8, đến hàng thứ 9 mình xoay lên lại. Ở đây mình sẽ giảm như sau nha các bạn. Chân đầu tiên và chân kế bên nè. Mình đưa kim vào chân đầu tiên, lấy len qua. Tiếp tục đưa kim vào chân thứ hai, lấy len. Trên kim có 3 vòng len. Mình lấy len kéo hết qua 3 vòng, mình đã giảm xong hai chân thành một. Sau đó tại vòng len bên tay trái, mình đưa kim qua và mình móc tiếp một mũi đơn để tạo một mũi giả kép. Tiếp tục đến hai chân tiếp theo, mình lại giảm hai chân thành một bằng mũi kép đơn ha. Mình giảm được lần thứ hai, đến lần thứ ba mình lặp lại tương tự. Mình giảm lần thứ ba, sau đó đến 4 chân tiếp theo thì mỗi chân mình móc một mũi kép đơn. 1 nè, chân tiếp theo. 2, chân tiếp theo. 3 và chân tiếp theo. Là 4, sau đó đến 6 chân còn lại mình tiếp tục giảm nha. Mình sẽ giảm hai chân liên tiếp thành một bằng mũi kép đơn. Mình giảm lần thứ nhất, tiếp tục đến hai chân tiếp theo nè, mình tiếp tục giảm nha.
mình giảm lần thứ hai, tiếp tục còn hai chân cuối mình giảm lần thứ ba nhé. Vậy là mình đã giảm xong, mình cũng đã xong được một cánh hoa. Thì đến các cánh hoa tiếp theo mình sẽ móc liền lên như trong hình nha. Và cách móc cũng đơn giản lắm, các bạn chỉ cần lặp lại tương tự như cánh hoa thứ nhất, gồm hàng 1 cho đến hàng 9 nha. Bây giờ mình sẽ móc hàng số 10. Đầu tiên là mình xoay lên lại, tại chân đầu tiên nè, mình móc một mũi giả kép. Mũi giả kép này mình được tính là một chân rồi ha. Thì tiếp tục đến chân tiếp theo nè, mình móc vào một mũi kép đơn. Hàng số 1 của bông hoa thứ nhất là mình có 10 mũi kép đơn. Thì hàng số 10 mình sẽ lặp lại tương tự, mình cũng sẽ móc 10 mũi kép đơn. Kép đơn thứ 4 nè, chân tiếp theo. Kép đơn thứ 5. Rồi, chân tiếp theo. Kép đơn thứ 6, chân tiếp theo nè. 7, chân tiếp theo. 8, chân tiếp theo. 9 và chân cuối. Vậy là mình đã xong hàng thứ 10, cũng xong hàng đầu tiên cho cánh hoa thứ hai. Thì đến cái hàng tiếp theo mình cũng lặp lại tương tự như các hàng của cánh hoa thứ nhất nha. Hàng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nè. Đó, thì mình sẽ lặp lại tương tự như vậy. Sau đó đến cánh hoa thứ ba thì mình lại lặp lại tương tự như cánh hoa thứ hai, là bắt đầu từ hàng 10 trở đi nè. Và đến cánh hoa thứ tư và thứ năm thì các bạn cũng lặp lại tương tự như vậy nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi móc xong đủ 5 cánh hoa nha. Vậy là mình đã móc xong 5 cánh hoa liền lên rồi nè các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ nối cánh hoa thứ năm với cánh hoa đầu tiên như sau. Các bạn thực hiện thao tác như trong video nha. Đây là cánh hoa thứ năm nè. Mũi móc của mình là đang nằm bên tay phải. Thì mình sẽ đưa vào hàng đầu tiên của cánh hoa thứ nhất như thế này. Và cũng tại chân đầu tiên là cái chân gần nút thắt nè các bạn. Mình đưa kim qua, sau đó lấy len kéo qua, mình móc một mũi trượt. Sau đó đây là chân đầu tiên, nãy mình nối rồi nên mình không nối nữa ha. Mình sẽ nối tiếp vào chân thứ hai. Mình tiếp tục đưa kim vào chân thứ hai ở hàng phía dưới nè. Rồi lấy len kéo qua, tiếp tục kéo luôn qua vòng len trên kim. Mình đã xong mũi trượt thứ hai. Ở đây là mình có 10 chân thì mình sẽ nối tổng cộng là 10 lần ha. Đến lần thứ ba nè, đưa kim từ chân bên này đối xứng qua mảnh ở phía dưới. Và mình móc một mũi trượt. Rồi đến lần thứ tư nè, tiếp tục đưa kim từ chân ở bên trên nè. Và mình đối xứng vào chân thứ tư ở phía dưới. Và mình lấy len móc một mũi trượt. Rồi đến lần thứ năm cũng tương tự ha. Rồi đến lần thứ sáu cũng tương tự. Rồi đến lần thứ bảy cũng tương tự. Rồi đến lần thứ 8 nè. Tiếp tục lần thứ 9. Và cuối cùng là lần thứ 10. Vậy là mình đã nối xong, sau đó mình lên một bính và mình cắt len. Rồi mình rút len lại, vậy là mình đã nối xong. Công đoạn tiếp theo mình sẽ đưa cột tóc vào như sau. Nếu bạn nào mà muốn bông hoa chặt hơn thì mình sẽ vòng một vòng cột tóc thành hai vòng. Ở đây là mình đang để nguyên nè. Sau đó mình sẽ đưa vào cánh hoa như thế này.
Sau đó mình sẽ may các cánh hoa lại. Trong lúc may thì mình sẽ đồng thời nhồi bông gòn vào luôn. Và bây giờ cách may như sau. Tại các điểm giao nhau của cánh hoa nè, thì mình sẽ đưa kim vào điểm bất kỳ ha, điểm nào cũng được hết. Đây, tại cái hàng có 10 chân á các bạn. Đó, mình đưa kim vào, tiếp tục đưa kim vào hàng ở phía sau, sau đó mình lấy len mới qua. Sau đó mình lên một xích. Tại điểm giao nhau giữa cánh hoa này với cánh hoa bên kia, mình sẽ móc vào một mũi đơn dài, mình đưa kim xuống hết cánh hoa nè các bạn. Rồi lấy len qua. Trên kim có 2 vòng len, tiếp tục lấy len kéo qua 2 vòng. Mình được lần thứ nhất, mình sẽ làm thêm một lần tương tự như vậy nữa nè. Sau đó đến đường may ở bên trên nè, mình sẽ gặp cánh hoa ở phía trước và cánh hoa phía sau lại, cho nó đối xứng nhau như thế này. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục may bằng mũi đơn nha. Và cách may như sau, các bạn cứ đưa kim từ chân bên này qua chân bên kia, lấy len, móc một mũi đơn. Rồi tiếp tục, mình đưa kim từ chân bên này qua chân bên kia và mình móc một mũi đơn. Đối với các bạn mới học móc len á, thì chỗ này sẽ hơi khó một xíu, vì đây á không có rõ ra các chân mũi mà chỉ là thân của các mũi kép đơn thôi, nên cứ một thân mũi kép đơn thì các bạn sẽ móc vào 2 mũi đơn là được nhé. Ví dụ ở đây là mình có 9 hàng. Hàng đầu tiên là mình đã móc xong 2 mũi đơn dài rồi, thì đến cái hàng tiếp theo, mỗi chân là mình sẽ móc 2 mũi đơn. Rồi đến hàng tiếp theo nè, mình móc 1 mũi đơn nè. Đó, các bạn thấy mình đã móc xong 1 mũi đơn không? Thì tiếp tục mình móc thêm 1 mũi đơn nữa cho đủ 2 mũi đơn nè. Đó, rồi đến hàng tiếp theo. Còn nếu các bạn chưa có xác định được thì các bạn cứ đưa kim từ bên này qua bên kia, làm sao cho các chân mũi đơn có khoảng cách tự tựa nhau là được ha, không cần phải chính xác 100% đâu nè. Sau khi mà mình nối xong cánh hoa đầu tiên, đến điểm giao nhau giữa cánh hoa này với cánh hoa bên kia nè các bạn, thì lúc này mình sẽ cho bông gòn vào nhé. Và lưu ý là ở đây mình chỉ nhồi một lượng bông vừa đủ để tạo cho cánh hoa có độ phồng thôi nhé. Vậy là mình đã xong cánh hoa đầu tiên, thì đến các cánh hoa tiếp theo mình lặp lại tương tự. Đến điểm giao giữa cánh hoa này với cánh hoa kia thì các bạn nhớ là mình sẽ móc 2 mũi đơn dài nha. Mình đưa kim từ phía trên xuống hết phía dưới luôn nè. Rồi mình lấy len móc một mũi đơn. Mình làm như vậy để mình giữ cho phần bông của các cánh hoa không có bị lẫn vào nhau để tạo hình cánh hoa đó các bạn. Rồi mình móc thêm một lần nữa nè. Vậy là mình đã xong 2 mũi đơn dài. Thì sau đó đến các cạnh tiếp theo thì đơn giản rồi ha. Mình sẽ thực hiện tương tự như cánh hoa thứ nhất. Đầu tiên là mình sẽ gặp các cạnh lại với nhau. Rồi sau đó mình cứ đối xứng từ cạnh bên này xuống cạnh bên kia và mình móc mũi đơn nè. Cái này thì các bạn cứ viền bằng mũi đơn giúp mình ha. Sau khi viền được một đoạn
Đếm điểm giao nhau thì mình tiếp tục nhồi bông gòn vào và mình lại móc tiếp 2 mũi đơn dài. Và các bạn cứ làm như vậy cho đến cánh hoa thứ 5 nha. Mình đã nối xong được 4 cánh hoa, đến cánh hoa thứ 5, sau khi mình nối được một nửa nè thì mình nhồi bông gòn vào. Sau khi nhồi bông xong thì mình tiếp tục may cho đến hết cánh hoa luôn nha. Mình đã may xong, quay lại chân của mũi đơn đầu tiên nè, thì tại chân đó mình sẽ móc một mũi trượt để kết thúc hàng. Mình sẽ móc thêm một hàng bèo cho đẹp nha. Đầu tiên là mình lên một bính, tại chân mình vừa lên bính mình móc một mũi đơn. Sau đó đến chân tiếp theo mình móc vào 3 mũi kép đơn. Kép đơn thì mình vòng một vòng đen trên kim nè. Kép đơn thứ nhất tiếp tục tại chân đó. Kép đơn thứ hai tiếp tục tại chân đó. Và kép đơn thứ ba, sau đó đến chân tiếp theo mình lại móc một mũi đơn. Mình đưa kim qua, lấy len, rồi lấy len kéo qua 2 vòng len. Tiếp tục chân tiếp theo mình lại móc 3 mũi kép đơn cùng một chân. Một nè, tiếp tục tại chân đó. 2, tiếp tục tại chân đó. Và 3, rồi đến chân tiếp theo mình lặp lại, mình lại móc vào một mũi đơn. Sau đó chân tiếp theo lại móc 3 mũi kép đơn cùng một chân. Các bạn cứ xen kẽ, một chân là mũi đơn, một chân là 3 mũi kép đơn cùng một chân. Và mình móc như vậy cho đến cuối hàng nhé. Mình móc đến cuối hàng rồi nè, thì để kết thúc hàng mình sẽ đưa kim vào chân đầu tiên và mình móc một mũi trượt. Sau đó mình lên một bính và mình cắt len. Để giấu len thừa thì mình sẽ xoay xuống mặt trái. Ở đây là mình muốn chắc chắn nên mình sẽ tạo thêm một nút thắt ha. Đầu tiên là mình lấy len qua, tiếp tục nè, lấy len kéo qua vòng len trên kim, rồi mình siết len lại, mình đã xong một nút thắt rồi đó. Sau đó mình sẽ luồn kim qua cánh hoa nè, luồn vào phía bên trong á. Rồi, tiếp tục mình lấy len kéo qua để mình giấu vào bên trong. Vậy là cuối cùng video hướng dẫn móc cột tóc bông hoa phòng của mình cũng đã hoàn tất rồi nè. Mình chúc các bạn thành công nha. Các bạn thấy video hay đừng quên bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé.